tổng hợp những tình huống thú vị và hài hước khiến người xem dở khóc dở cười. Mở bát là một pha trái phố rất gì và này nọ của hai mẹ con. Đi đâu mà vội mà vàng, mà va phải đá, mà lội xuống bùn. Khổ thân bé gái cú sốc đầu đời, đặt hết niềm tin vào mẹ, nhận ngay cái kết hoang mang tột độ. Chủ quán ngã nhào xuống sàn và tiếp sau đó là... Vị khách tới giúp cũng ngã đè theo luôn. Cảm ơn đã có thành ý, nhưng mà xin lỗi, bị té đau một mà bà đè lên tôi đau cả 10. Hai chàng trai tính bế cô gái ném xuống bể bơi, nhưng không ngờ lại bị gậy ông đập lưng ông. Điện thoại ném thế kia thì cũng không cứu nổi đâu, không ướt nước thì cũng bể mà. Đúng là nghiệp lắm nha các anh. Khi vợ vừa lau nhà sạch sẽ thì chồng đã làm đổ ngay chai nước. Xử lý sao cho ngầu bây giờ? Thông minh lắm. Thật là thông minh. May là còn nhanh nhẹn đó, chứ không là cái cây lau nhà nó phang vô đầu anh luôn rồi. Sinh nhật bé em, tuổi mới mà cái mặt quạo quá, như kiểu là... Mấy người làm gì? Mấy người tính làm trò gì đây? Kiểu này chắc là bị ông bố và mẹ tra tấn từ trong bụng nên không thể nào mà vui nổi đúng không? Đàn ông may mắn câu được đúng con cá to, nhưng một giây sau thì... Chúng ta không thuộc về nhau. Cá đi đường cá mà anh thì khóc đường anh. Miếng ăn đến miệng rồi còn để mất, cay thật chứ. Đẻ con gái cho Thủy Mỹ nết na, ngoan ngoãn chăm chỉ và đặc biệt biết quan tâm tới bố thế này đây. Bé nắm cái tóc để đưa gối vào đầu mà ta noi nhìn muốn hói luôn á trời. Vậy là thương bố giữ chưa hả con gái của ta ơi. Mình sẽ mang một món quà bất ngờ tới cho thằng bạn thân mới đi tu của mình. Anh chàng hớn hở mở quà ngay lúc đó và... Nam Mô A Di Đà, để yên cho tao tu đi. Đừng có làm trò hề, bắt tao phải khẩu nghiệp nữa. Nghĩ sao đầu chọc mình đi tặng máy sấy tóc. Ai muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao. Và thế là tôi chọn yoga. Đúng là người đẹp của khác, có công bài sắt, có ngày nên kim. Ai muốn dáng đẹp thì cứ phải học hỏi chị nhé. Lấy chăn mền ra nằm ngủ luôn rồi. Hóa ra tất cả chỉ là lý thuyết thôi, thực hành nó khác bọt lắm. Ngồi cả buổi mà không câu được con cá nào. Gặp cảnh này tức muốn xỉu ngang.
别笑。Họ trách tôi cớ sao vì một con cá mà giúp cạn nước hồ. Nhưng họ không biết rằng con cá đó đã làm gì với tôi. Cá ta lúc này kiểu: sớm giờ ổn không cậu trai? Nhìn tôi bơi ngửa nè, nghe không nghe không? Đúng là một pha sát thương 1000%. Đến giờ ăn cơm rồi mà thanh niên không chịu xuống ăn, vẫn ở trên đó mà báo. Chả biết ngồi kiểu gì mà ngã ngửa cả cái ghế. Mà trùng cuối mới bất ngờ đây này. Mới té con xíu mà đi luôn cái tay vịt. Xui rồi, mua phải bộ bàn ghế dởm rồi. Thế mà người ta bảo gỗ xịn lắm, lừa nhau không? Khi con bạn không chịu ngồi yên để cho mình cắt tóc, mọi thứ quá đơn giản, có gì đâu mà khó. Cho vào hộp thế này là im xe ngay, đỡ làm sao được. Và chính cái giải pháp này của người mẹ đã khiến cho nhiều người xem không nhịn được cười vì quá hài hước mà hiệu quả. Học hỏi nhá. Chỉ tội mỗi bé em. SOS, bà làm mẹ tôi hơi lâu rồi đấy. Và sau đây sẽ là chung cuối review nhẹ nhàng tình cảm. Đấy, sau khi cùng mình lên hội lên thuyền vi va vi vu một vòng thế giới, bắt gặp những cảnh tượng ối rồi ôi làng nước ơi, thì các bạn cảm thấy thế nào nhỉ? Có cười thả ra là thoải mái không? Còn nếu chưa đủ độ thì yên tâm, cứ nhấn ngay đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo. Vũ trụ hài sẽ đưa bạn bay cao, bay xa, bay đến nơi chỉ có tiếng cười và niềm vui thôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!